Ấm trà cổ ba đời. Dạ, ông tìm ai? Có việc gì không ạ? Nghe nói phu ông ở đây là người sành trà. Phàm người đến dùng trà, người nghèo hay người giàu, ông đều cho gia nhân chiêu đãi, nên lão mới tìm đến đây. Vậy mời ông vào. Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong. Không biết lão có thể xin chén trà khác không? Mời ông đợi một lát. Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được. Củi phải dùng củi sao danh sơn, bởi vì củi phía đón nắng của núi, chất củi xốp, còn sao danh sơn, chất củi mới chắc. Vậy ông đợi một lát, tôi sẽ mang ra loại trà ngon nhất của lão gia tôi. Trà ngon, bát trà lần này được lắm, nước, củi, lửa đều tốt. Quả đúng là người sành trà, đây là trà sang tuyết, do chính ta lựa chọn pha với nước ở trên đỉnh núi cao. Nghe tiếng ông đã lâu, nay lão mới có dịp tiếp kiến, trà của ông ngon lắm, duy chỉ có ấm pha trà không ổn. Ta đã cho pha bằng cái ấm tốt nhất của ta rồi đấy. Vậy để lão thử pha trà bằng ấm của lão cho ông uống thử xem. Hóa ra chỉ là cái ấm trà khác mà vị trà ngào ngạt, đậm không thể sánh được. Ông hãy cho ta mua lại chiếc ấm này. Lão ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Chiếc ấm này là vật báo gia truyền, ta không thể bán. Hôm nay có dịp thưởng trà với ông là một vinh hạnh cho lão rồi. Ta xin cáo từ. Vậy lão đi đâu? Thỉnh thoảng ta đến thăm, rồi chúng ta cùng thưởng trà. Nhà lão ở ven bờ sông, đi qua đò là thấy. Cái ấm trà quý giá, bằng mọi giá ta phải có được nó mới được. Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Năm không? Trời ơi, không ngờ ông lại ghé thăm lão thế này. Nhà chẳng có gì tiếp đãi, mời ông ngồi, lão sẽ đi pha trà. Nhìn hoàn cảnh ông thế này, ta thật ái ngại. Nếu ông để lại cho ta ấm trà, ta sẽ xây cho ông một căn nhà mới và tiền bạc để no đủ đến cuối đời. Lão không bán. Chiếc ấm trà quý này có gắn với câu chuyện gì sao? Đây là chiếc ấm trà quý, kỷ vật của dòng họ nhà tôi. Ông chơi trà cũng hiểu, nó gắn bó với tôi như mạng sống, không tài sản nào có thể đánh đổi được. Nếu ông không chê, mời ông thường xuyên đến đây, lão với ông cùng nhau thưởng trà. Được. Ta cũng mời ông thỉnh thoảng ghé qua thưởng trà cùng ta. Ừ, được. Ông cứ đi tiếc nối cái ấm trà đó, đời mất ăn mất ngủ là cớ làm sao? Ngươi thì biết cái gì, ấm trà đó thuộc hàng báu vật. Nói với gia nhân, chăm sóc ông lão chu đáo, nhất định một ngày nào đó, ta sẽ thuyết phục được lão ta bán cho ta cái ấm trà đó. Nhiều năm sau đó. Mấy năm nay, chẳng phân biệt giàu sang, ông đều khoản đãi tôi rất tốt, chẳng vì mưu cầu điều gì. Đài tôi gần đất xa trời, không có con cháu nối dõi, không có ai thừa kế chiếc ấm trà này. Vậy tôi để lại cho ông, coi như món quà kỷ niệm. Sao có được bộ ấm trà này rồi, lại cảm giác như thiếu một điều gì đó?
Thì ra tình nghĩa của ta với ông Năm đã vượt qua cái giá trị ban đầu của ấm trà. Người mang cất thật kỹ, cho đến ngày nào ta ra đi thì hãy mang nó theo ta. Ông cứ ao ước mãi có được nó, lúc có được rồi thì lại cất đi, không dùng. Thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ. Tiếc rằng ta nhận ra điều đó đã là quá muộn. Đức Vua và Quả Đào Trường Thọ. Bẩm Hoàng thượng, có Lý đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn Hoàng thượng. Khuya như thế này rồi mà khanh còn đến tìm trẫm, có việc gì quan trọng sao? Bẩm, chẳng là có báu vật quý, vì quá sốt ruột đem dâng tặng Hoàng thượng nên thần mới mạo muội làm phiền người, xin người tha tội ạ. Hả? Báu vật quý? Thế báu vật của khanh đâu? Dạ, bẩm Hoàng thượng, báu vật nằm trong hộp này ạ. Đây chỉ là một quả đào thôi mà. Bẩm, đây không phải quả đào thường đâu ạ. Nó là quả đào trường thọ, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Cả thiên hạ mới có được vài quả, một người vì chịu ơn của thần nên dâng tặng đấy ạ. Đào trường thọ, trường sinh bất lão ư? Trông nó cũng khác những quả đào thường thật. Mà sao đồ quý như vậy, khanh không giữ lại mà dùng, mang biếu trẫm làm gì? Ấy, đồ quý như vậy, thần đâu có phúc hưởng. Thiết nghĩ, trong thiên hạ chỉ có bậc thiên tử như người đây mới xứng ạ. Vả lại, hoàng thượng được trường thọ chính là phúc ấm của muôn dân ạ. Khanh quả là có khiếu ăn nói. Thôi được, trẫm sẽ nhận để khanh vui lòng. Đấy là vinh dự của thần ạ. Tâu hoàng thượng, Trương đại nhân cầu kiến ạ. Được, truyền vào. Đang vui vẻ, tự nhiên tên Trương Đức này lại đến. Nghe tên hắn mình đã thấy ghét rồi. Tham kiến hoàng thượng, thần có việc xin cầu kiến ạ. Lý đại nhân cũng ở đây sao? Muộn thế này rồi mà. Ông đến đây được, không lẽ tôi không được đến sao? Chẳng phải giờ này ông cũng mới tới còn gì. Thôi nào, sao hai khanh lần nào gặp cũng phải đấu khẩu với nhau thế? Trương ái khanh, khanh đến đúng lúc lắm. Mau lại đây trẫm cho xem cái này. Đây chính là quả đào trường thọ, ăn vào có thể trường sinh bất lão mà Lý ái khanh vừa dâng lên trẫm. Khanh đã nhìn thấy bao giờ chưa? Đào trường thọ ư? Đúng vậy, đào trường thọ quý hiếm, chỉ có bậc thiên tử mới xứng đáng được dùng thôi. Trường thọ cái gì chứ? Cái tên nịnh thần này lại lẻo mép nịnh bợ hoàng thượng đấy mà. Bẩm, đúng là thần chưa nhìn thấy bao giờ ạ. Làm sao mà ông nhìn thấy được khi cả thiên hạ chỉ có được vài quả? Nó là báu vật đấy. Thì ra đêm hôm đại nhân cất công đến đây là tỏ lòng thành kính với hoàng thượng. Thật là cảm động, cảm động. Nhưng có chắc đây là đào trường thọ không? Sao lại không chứ? Ý ông là gì? Hoàng thượng, thần không bao giờ dám nửa lời gian dối với người đâu ạ. Ta hiểu tấm lòng của khanh mà. Trương ái khanh, sao khanh lại nói thế? Bẩm, thần chỉ thắc mắc, nếu ăn vào mà không trường thọ thì... Tất nhiên là trường thọ rồi. Ông không bao giờ có được cái phúc đó đâu. Thắc mắc làm gì chứ? Ông, sao ông dám? Đây là đồ của hoàng thượng mà. Trương Đức, ngươi thật to gan và bất kính, không coi trẫm ra gì. Người đâu, lôi Trương Đức ra ngoài chém đầu. Ngươi ỷ được trẫm sủng ái mà hành động lỗ mãn, khi quân phạm thượng. Đúng vậy, ông thật là to gan, tội lớn tày trời, đáng chết lắm. Thật là nực cười. Ngươi còn cười được sao? Thần cười vì cái gọi là đào trường thọ đấy ạ. Ý ngươi là... Bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân vừa dâng người quả đào trường thọ và nói rằng ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Vậy mà thần vừa cắn có một miếng đã bị phán tội chết.
thần nghĩ nên đổi thành đào đoản thọ thì đúng hơn. Hoàng thượng trị tội thần cũng không sao, nhưng người phải trị tội cả Lý đại nhân nữa. Ông ta mắc tội nói dối vua ạ. Ông ta dâng đào, ngộ nhỡ hoàng thượng mà ăn phải thì... Hoàng thượng, thần không dám ạ, mong hoàng thượng minh xét. Trương Đức, khanh giỏi lắm, trẫm không thể trị tội khanh được, càng không thể trị tội Lý Quý. Tuy Lý Quý có hơi nói quá, nhưng cũng xuất phát từ tâm địa tốt, muốn làm vui lòng trẫm. Tạ ơn hoàng thượng đã không trị tội. Sở dĩ thần vô lễ như vậy cũng chỉ vì lòng trung thành, muốn thử độ trường thọ của quả đào trước khi để hoàng thượng ngự thiện, và cũng để ai đó bớt thói nịnh bợ thôi ạ. Thần thôi được rồi, trẫm biết từ xưa đến nay hai khanh vẫn hay đấu khẩu châm chọc nhau. Trẫm cũng biết cả hai khanh đều có lòng với trẫm. Triều đình này công việc lớn nhỏ đều đến tay các khanh. Trẫm mong các khanh hãy đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ ta giữ vững giang sơn này. Vâng, thưa hoàng thượng. Quyết tâm vươn lên. Ngài giờ là một doanh nhân thành đạt có tiếng, nhưng chưa bao giờ ngài thích cuộc sống xa hoa mà luôn gắn mình với vùng quê thôn giả, với trang trại ngựa của mình. Chắc hẳn từ nhỏ ngài đã có niềm đam mê với ngựa phải không ạ? Không hẳn là đam mê, mà mỗi lần nhìn những chú ngựa đó, tôi lại như trở về tuổi thơ của mình. Chào bà chủ ạ. Chị đến rồi đấy à? Thằng bé này là... Con chào bà chủ ạ. Dạ, là con trai tôi. Đã đi ở mà còn dắt díu con mọn theo là sao? Xin bà chủ rủ lòng thương mà cho nó ở lại đây với tôi. Chúng tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi ạ. Làm sao thế được? Tự nhiên lại phải nuôi không thêm một miệng nữa. Xin bà chủ thương tình làm ơn làm phúc. Thằng bé ngoan lắm, nó sẽ không nghịch ngợm quấy phá, nó còn có thể làm những việc vặt nữa. Thôi thế này nhé, như hôm trước nói với chị, mỗi tháng ngoài ăn ở, tôi sẽ trả thêm chị 5 đồng, bây giờ lại có thêm thằng bé này nữa. Vậy tiền chỉ còn 2 đồng thôi, chị thấy sao? Dạ, nhưng... Còn nhân gì nữa? Nuôi ăn ở cả hai mẹ con, còn muốn gì nữa nào? Vì thương tình nên mới nhận thôi, chứ thực ra thì nuôi thêm thằng bé có được ích lợi gì đâu. Nếu chị không đồng ý, thì để tôi thuê người khác. Thôi thì tôi xin vâng ạ. Thế thì hai mẹ con sẽ ở dưới cái láng kia. Xuống đó cất đồ, rồi bắt tay chuẩn bị luôn bữa tối đi. Dạ vâng, thưa bà. Thật không ngờ, tuổi thơ của ngài lại vất vả như vậy. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Này, làm gì thế? Dạ, không có gì ạ. Này, ta với ngươi chơi đuổi bắt đi, chơi một mình chán quá. Ta sẽ chạy trước, còn ngươi đuổi nhé. Nếu ngươi bắt được ta, thì ta sẽ lại đuổi ngươi. Dạ. Trời ơi, cái bình quý của tôi, đứa nào làm vỡ nó hả? Là nó làm vỡ đấy ạ. Biết ngay mà, chỉ phá hoại là giỏi thôi. Người đâu, lôi nó ra đánh 10 roi cho ta. Xin bà chủ, xin bà tha cho thằng bé. Nếu có đánh, hãy đánh tôi đây. Tháng này trừ hết tiền công nghe chưa. Nhông, nào, nhanh lên ngựa của ta. Cho con làm phải không? Sao mẹ biết? Con trai mẹ, sao mẹ lại không biết chứ? Khổ thân con trai, suốt ngày làm ngựa cho người ta cưỡi. Không sao mẹ, con chỉ muốn mẹ được yên, không bị người ta mắng mỏ là được. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng khóc. Sau này nhất định con sẽ có hàng trăm con ngựa, hai mẹ con mình tha hồ mà cưỡi, thèm gì cưỡi ngựa giả như cậu ấm. Ừ, mẹ cũng mong như thế.
Câu nói đó của mẹ đã khắc ghi sâu đậm trong lòng tôi. Đó cũng chính là động lực giúp tôi vượt lên hoàn cảnh, vượt lên tất cả mọi khổ cực để có được như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là lúc tôi thành công, lúc tôi có một đàn ngựa, thì mẹ tôi đã không còn nữa. Cậu bé tự ti. Mình, sao lại ngủ gật trong lớp? Thưa thầy, em xin lỗi ạ. Em là học sinh mới chuyển về, lực học còn chưa bằng các bạn thì phải cố lên nhé. Có khúc mắc chỗ nào cứ nói với thầy. Thu, em là lớp phó học tập, em sẽ là người trực tiếp kèm cặp và nhắc nhở Minh nhé. Dạ vâng, thưa thầy. Nè, các cậu có biết nhà thằng Minh ở đâu không? Ôi trời, nó có bao giờ nói chuyện với ai đâu mà biết. Cậu, tuần sau có bài kiểm tra toán một tiết, cậu còn chỗ nào chưa hiểu không? Để tớ giảng lại cho. Thôi khỏi, tớ tự làm được. Bà ơi, con về rồi. Mình về rồi hả con? Con thay quần áo rồi ăn cơm đi. Bà ơi. Sao thế con? Con không muốn đi học nữa bà ơi. Sao thế con? Con thấy học chẳng vào, mà đi học tốn tiền lắm, lại khổ cho bà. Con muốn xin một công việc nho nhỏ để kiếm tiền phụ bà trước đã. Học hành để sau. Không được, bà không cho phép. Con thấy mình chẳng phù hợp với việc học, con cũng không giống các bạn. Cố gắng lên con, bà sẽ gắng sức nuôi con ăn học nên người. Đã khổ rồi thì phải đi học, con à. Bà, sao bà lại đến đây? Bà đến xem cháu bà có đi học không. Bà sợ con nghỉ quẩn lại nghỉ học. Tội nghiệp, có nóng không con? Bà đừng ngồi đây. Ừ, bà hiểu rồi. Con đến trường là bà yên tâm rồi. Bà đi ngay đây. Nhớ vào học cẩn thận nha con. Món xôi ngô mà con thích đây, cầm đi để giữa giờ, đói thì ăn nha. Cậu theo dõi tôi à? Sao cậu không để bà ngồi ở cổng trường, còn bắt bà gánh đi đâu cho vất vả? Không phải việc của cậu, cậu chỉ có mỗi việc học thôi, không hiểu được đâu. Sao lại không hiểu? Cậu đừng sĩ diện kiểu ấy, cậu phải thương bà, phải tự hào vì bà của mình chứ. Cậu thì hiểu cái gì? Tôi thương bà tôi như thế nào, làm sao mà cậu biết được? Đừng động vào tôi nữa. Không biết hôm nay bà bán có được nhiều không nhỉ? Trời mưa thế này. Bà ơi, cho con gói xôi lạc, có muối vừng nhé. Bà ơi, con thích xôi xéo ạ. Bà ơi, xôi ngon quá. Hôm sau bà nấu nhiều vào nhé, để dành cho chúng con ạ. Cảm ơn các con. Các con học cùng lớp Minh thì nhớ giúp đỡ Minh việc học hành nhé. Bà rất cảm ơn các con. Bà yên tâm, chúng con sẽ giúp bạn ấy. Minh tới rồi kìa. Chủ nhật rảnh rỗi, tớ rủ các bạn ấy ra chợ ăn xôi của bà. Bà nấu ngon quá đi mất. Tớ đã dặn bà từ mai đến cổng trường mình ngồi bán rồi, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Cậu đừng giận tớ nhé. Giận voi vĩ đại. Chúng ta đã lang thang suốt bao ngày rồi mà chưa tìm được nơi nào có thức ăn cả. Nhất định chúng ta phải tìm ra một cái gì đó để sống sót qua ngày. Nào, tiếp tục lên đường. Có rừng, rừng này các bạn ơi, chúng ta sống rồi.
thật tuyệt vời. Ở đây rừng nhiều cây trái, chúng ta sẽ không bao giờ lo chết đói các bạn nhỉ? Đúng vậy, thích quá đi. Một thời gian sau. Rừng gặp hạn, cây cối héo úa hết rồi. Nếu tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ chết theo rừng mất. Các bạn ơi, tình hình đang rất khó khăn, hạn hán lan rộng lắm, khắp mọi nơi. Nếu tiếp tục ở lại, chúng ta sẽ chết mất vì chẳng có thức ăn nữa. Cô hạn kéo dài từ đầu tháng và trên diện rộng, nên dù đi nơi khác cũng sẽ rất khó kiếm được thức ăn. Theo tôi, chúng ta cứ ở lại đây rồi cùng nhau tìm cách. Ở đây thì chỉ có chết đói thôi. Chỉ bằng tất cả chúng ta cứ đi khỏi đây, chắc chắn sẽ tìm được một cánh rừng khác tươi tốt hơn. Đúng đấy. Hạn hán ở đây thì cánh rừng bên cạnh cũng sẽ thế thôi. Chúng ta không thể cứ ăn hết thức ăn rồi bỏ đi. Chúng ta phải tìm cách cứu rừng. Cứu rừng ư? Cứu kiểu gì chứ? Các bạn hãy nhìn lại xem, những cây rừng tuy bị héo nhưng sẽ hồi sinh nếu có nước. Chỉ cần chúng ta chịu khó tìm kiếm những khe suối nhỏ còn sót lại để lấy nước tưới, cả đàn chúng ta, tất cả muôn thú chúng ta, chả lẽ mỗi người không cứu được vài cây và như thế chúng ta sẽ cứu được rừng của mình. Thân mình chúng ta còn chưa chắc đã lo nổi, làm sao mà cứu được những cây rừng chứ? Đúng đấy, chúng ta nên đi nơi khác. Ở đây rồi thì đến lá cây cũng chẳng còn mà ăn nữa. Các cậu nghĩ lại đi. Khi chúng ta sắp chết đói, cánh rừng này đã cứu mình. Vậy mà giờ đây khu rừng sắp chết khô, chúng ta lại bỏ đi thì chẳng phải quá vô tình sao? Chúng ta có thể dùng sức của cả đàn đi kiếm nước về. Dù không cứu được cả cánh rừng thì cũng không đến nỗi. Lúc này mà còn nói chuyện tình nghĩa, đúng là lo hảo. Nếu cậu không đi thì chúng tôi đi vậy. Chúng ta đi thôi các bạn. Mình không thể bỏ đi được. Dẫu cứu được một vài mầm cây, mình vẫn làm và rừng vẫn có thể khôi phục được. Mình không thể bỏ cuộc được. Xin người hãy ban mưa cho khu rừng thần đang cai quản được không ạ? Thật là tệ, khu rừng ngươi cai quản có quá nhiều loài thú vô ơn, chúng xứng đáng phải chịu sự trừng phạt hơn nữa. Thưa Ngọc Hoàng, đúng là có một số loài thú vô ơn, nhưng vẫn có những con vật nghĩa tình. Xin người hãy nhìn xem. Để ta xuống xem thế nào. Này anh bạn, trời hạn hán, cánh rừng khô héo hết cả. Dường như mọi muôn thú đã bỏ đi hết. Tại sao anh không đi đi, còn ở lại đây làm gì? Tôi không thể bỏ đi lúc này được. Cánh rừng đã cho tôi thức ăn, cứu tôi khi tôi sắp chết. Bây giờ rừng gặp hạn, tôi phải ở lại cứu rừng. Một mình anh thì sao cứu được khu rừng này chứ? Tôi vẫn nhìn thấy sự sống ở đây. Hàng ngày tôi đi hút nước dưới khe suối để tưới cho các mầm cây. Tôi sẽ làm đến hơi thở cuối cùng. Tấm lòng của con voi này thật đáng khen. Sống biết trước biết sau như vậy, sao ta có thể làm ngơ mà không giúp chứ? Tôi tin là tấm lòng của anh, Ngọc Hoàng sẽ hiểu và sẽ ban mưa cho ngay thôi. Tạm biệt anh nhé. Rừng được cứu rồi, các bạn ơi, rừng được cứu rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.